Sau khi xuất ngũ về lại quê hương, năm 2016, anh Huỳnh Đức Tài sinh năm 1995 ở thôn 3, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã bén duyên với mô hình trồng lan rừng, làm hướng đi riêng, vừa thỏa đam mê, vừa làm kinh tế. Từ niềm đam mê, anh Tài đã gây dựng vườn lan của mình trở nên ấn tượng bởi nhiều chủng loại đặc sắc. Đặc biệt trong vườn lan rừng được tạo dựng từ bàn tay và khối óc của cựu quân nhân trẻ chiến X có hàng loạt chậu lan đột biến với tổng số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng. Được biết sau khi xuất ngũ về lại quê hương, anh Huỳnh Đức Tài vẫn loay hoay với nhiều dự định để mưu sinh. Trong một chuyến đi Gia Lai thăm đồng đội cũ, anh đã mua một ít lan rừng để về chăm sóc. Ban đầu, anh Tài chỉ ý định mang lan rừng về chơi như một thú vui và đam mê, chăm sóc để ra hoa cho đẹp, làm cảnh. Thấy những nhánh lan rừng cho hoa đẹp, anh Tài đã chụp thành quả của mình, đăng lên trang Facebook cá nhân chỉ để khoe hoa và mời bạn bè ngắm. Nhưng lại bất ngờ được cộng đồng mạng quan tâm. Ngày xưa em là tài xế lái xe đường dài. Thì trong những cái cành lan mà em mua, những cái cành lan đầu tay á, thì về trong cái quá trình chăm sóc thì mình cảm nhận được nó phát triển rất là mạnh. Mà mình cảm nhận được mình có cái bàn tay nó mát, mình nuôi cây nó phát triển, nó lớn. Từ qua cái cộng đồng Facebook, mình đang chơi thôi, mình đang hoa lan, uống trà gì thôi, uống cà phê thôi. Nhưng mà được rất là nhiều người quan tâm. Và cái cành lan đầu tiên em bán á, là đem lại giá trị thật của nó gấp 10 lần khi em mua. Đấy, cho nên cái khởi nghiệp của em á, là em có cái ý chuyển qua, em dừng nghề xe và em chuyển qua kinh doanh hoa lan. Nhận thấy lợi nhuận từ cây lan phi điệp khá cao, lại dễ nhân giống, nên anh Tài đã mạnh dạn đầu tư theo hướng có quy mô vườn 2 tầng với tổng diện tích mặt bằng trên 1.000 mét vuông. Với ý tưởng táo bạo và niềm đam mê, anh Tài vừa làm vừa rút kinh nghiệm, rồi học hỏi thêm, áp dụng vào công việc mới mẻ này một cách kiên nhẫn. Sau bao năm kiên trì học hỏi, những kiến thức và có nhiều sáng tạo, đến nay khu vườn lan của anh có hơn 20 chủng loại lan rừng. Vườn lan của anh được sự chú ý của nhiều người. Họ tìm đến cơ sở của anh để tham quan, học tập kinh nghiệm và để chọn mua lan theo sở thích. Trước đây thì em có gọi là bị thối cũng khá nhiều. Cho nên những cái bây giờ cái từ cái vàng cho đến giá thể trồng lan, đặc biệt là giá thể trồng lan là xử lý cực kỳ sạch. Đấy, tất cả các loại lan phải xử lý giá thể sạch thì mình mới cho được cây phát triển khỏe. Nói đơn giản thôi. Tại vườn lan của anh Tài có một khu vực luôn thu hút khách chơi lan. Trao đổi với anh Tài, chúng tôi được biết đây cũng là khu anh để những chậu lan có giá trị nhất, dòng lan đột biến. Trong một khu vực với diện tích khoảng 15 mét vuông, có hơn 50 chậu lan. Theo anh Tài, chỗ này là tổng cộng ngốn hết của mình trên dưới 10 tỷ đồng tiền vốn. Anh đích thân chăm sóc, nhân giống lan ở khu vực này. Hầu hết khách hàng mua lan ở khu vực này đều đến trực tiếp, dù ở rất xa như ở Hà Nội, Sài Gòn. Chỉ tay vào một chậu gần lối đi, anh Tài cho biết: dám nghĩ, dám làm, dám chơi, dám chịu. Chậu lan này là em vừa bán chiếc xe bán tải, đang đi và thêm tiền vào để mua. Dự kiến đến cuối năm, nếu có nhánh cho mầm tốt, em sẽ thu được lợi nhuận gần nửa số vốn bỏ ra. Bởi vì một cây hàng đột biến mà mình chỉ cần chăm được là nó sẽ sinh ra tiền. Vì 1 cm của cây mà em mua á, hiện tại là nó 1 cm là 3 triệu 1 cm. Mà khi em mua cái cây đó là khoảng cỡ 2,7 m á, nhưng mà nó có rất là nhiều cây con. Thì sau này em chăm sóc cây con lên thì em có thể bán cái chậu đó, em đổi chiếc xe mới và em đi, em không phải đi xe cũ nữa. Hiện nay anh Tài đã đăng ký kênh YouTube Vườn Lan Rừng với hơn 20.000 lượt theo dõi. Qua kênh, anh Tài đã hướng dẫn cách trồng lan, cách làm giá thể, cách chăm sóc, các loại hoa lan cho những người đam mê lan trên khắp mọi miền đất nước. Chính kênh YouTube này hiện tại mỗi tháng thu tiền được từ việc chạy quảng cáo cũng đủ để trả lương cho một nhân công. Anh Tài cho biết, tại vườn lan của anh, hàng ngày có 10 lao động tại địa phương làm việc với thu nhập trung bình từ 7 triệu đồng trên một người trên một tháng. Hầu hết những người làm ở đây đều là anh em, chiến hữu cùng chung đam mê tại địa phương. Một người chơi thật thụ khác với người làm kinh tế. Mọi người mua cây phải bình tĩnh, không được thấy thị trường nó gọi là xôn xao quá, mình cứ ập vô liền là không được. Gọi là mình bỏ tiền ra, mình là người chơi thông thái, mình lựa chọn.
Trong tương lai, anh Tài dự định phát triển, mở rộng vườn lan rừng theo hướng cà phê, kết hợp tham quan du lịch trải nghiệm nghề trồng lan. Đây sẽ là sân chơi cho những người có cùng đam mê trồng lan đến giao lưu học hỏi và là cơ hội để từ đó tìm kiếm nguồn khách hàng. Sự nỗ lực của anh Tài đã minh chứng cho những thành quả mà anh xứng đáng nhận được hôm nay. Khởi nghiệp với mô hình sinh vật cảnh không còn là đề tài xa lạ với mọi người. Nhưng với một người trẻ như anh Tài thì đây là công việc không hề dễ dàng. Cần lắm sự kiên nhẫn, quyết tâm cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ.